Thời gian luôn làm cho mọi thứ thay đổi, những nếp nhăn sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của bạn. Hiện nay, liệu pháp Botox được xem là giải pháp trong việc xóa nếp nhăn, là phương pháp điều trị an toàn, có thể cải thiện vẻ ngoài của da, cơ mặt và làm cho chúng ta tự tin hơn. Bác sĩ Thắng Ngọc Thúy thấy rằng nếu mà khi làm Botox thì trên khuôn mặt của người phụ nữ, cái điểm nào là mình cần Botox nhiều nhất? Rồi, cái Botox rất là quan trọng. Trong cái hoàn cảnh này của cô này đây đó, mình cười lên ha, nhăn lên, mình thấy mấy cái lằn nhẹ nhẹ ở đây rồi đó, ok. Mình có thể mình giúp được với cái Botox thêm nữa đấy, nhăn ha. Mình có thể mình giúp được mấy cái lằn ngay đây luôn, cho nó Botox nó nhẹ nhàng hơn, nó xóa cái nét đó đi, mà nó làm cho người đàn bà phụ nữ tươi hơn mà trẻ trung hơn. Vậy thì khi mà sau khi mình chích Botox thì mình sẽ thấy cái hiệu quả trong bao lâu thưa bác sĩ? Cái hiệu quả chích Botox đó, mình sẽ thấy cái hiệu quả lúc 3 ngày, đến 10 ngày mình sẽ thấy cái hoàn toàn của hiệu quả. Tự tin hơn, hài lòng hơn với Botox Cosmetics, duy trì nét thanh xuân của quý vị. Xin liên hệ phòng mạch bác sĩ Thắng Trần tại 1569 Lexington Avenue, Suite 114 San Jose. Điện thoại 408-223-8818.